Good morning, Việt Nam. Mến chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm những đồ chơi bất ngờ trong những chiếc giày của ông già Noel nhé. Chúng ta có chiếc ủng màu tím với công chúa ở nó. Xuống đây là chiếc ủng màu xanh với công chúa tuyết Elsa. Và qua đây là công chúa Sophia và chuột Minnie. Và bây giờ chúng ta hãy khám phá những đồ chơi bất ngờ bên trong những chiếc ủng này nha. Yay! Và bây giờ chị Bi Đỏ sẽ bắt đầu với công chúa tuyết Elsa. Wow! Một chiếc ủng màu xanh các em. Wow! Không biết đồ chơi gì bên trong đây. Trông rất là nhiều, trông rất là đầy ở bên trong ha. Rồi chúng ta sẽ lấy ra. 1, 2, 3. Chúng ta có một cái trứng các em. Để mở ra xem. Chúng ta có bạn Thomas the Train. Một đầu tàu hỏa các em. Một cái trứng nữa. Màu xanh. Chúng ta có bạn Mercy. Màu xanh luôn các em, màu xanh lá cây ha. Bạn này là bạn gái nè, bạn nữ. Rồi có số 6 ở đây. Rồi tiếp theo một cái trứng màu xanh nữa. Wow, chúng ta có một chú pony. Bạn này tên là Apple Blossom. Wow, dễ thương quá. Tiếp theo chúng ta còn chúng ta còn hai cái trứng bên trong nữa các em. Trứng màu vàng. 1, 2, 3. Wow, cái gì đây? Wow, chúng ta có công chúa tuyết Elsa. Chúng ta có 3 Elsa luôn. Wow. Wow, một cái trứng màu xanh. Wow, chúng ta có một chú pony nữa các em. Chú pony này chị Bí Đỏ không nhớ là tên gì nữa các em. Các em hãy cho chị Bí Đỏ biết bạn này tên gì nhé. Bạn này có đôi cánh biểu tượng là những chú bướm và đuôi màu hồng. Wow, công chúa Sophie này các em. Rồi, chúng ta sẽ lấy ra. Wow, hình như cái gì trong đây rất là to đây các em. Wup, wup, wup. Một cái trứng khổng lồ. Yeah. Wow, rất to. Cái gì trong đây này? 1, 2, 3. Wup, cứng quá. Wow, chúng ta có công chúa Sophia. Yeah. Wow, rất dễ thương các em. Đây là đồ trang trí cho cây Giáng sinh này các em. Christmas ornament. Wow, lát nữa chị Bí Đỏ sẽ trang trí cho cây thông. Một trứng màu vàng. Wow, chúng ta có hai chú pony luôn. Yay. Rồi, trong đây còn một món đồ chơi cuối cùng. Wow, cái trứng màu cam. Wow, chúng ta có bạn Apple Chap. Tiếp theo, chị Bí Đỏ sẽ mở chiếc ủng công chúa Anna. Đây là bịch đồ chơi Playbag Thomas and Friends. Rồi chúng ta sẽ cắt ra ha. Wow, chúng ta có một đầu tàu hỏa màu đỏ các em. Tiếp theo một bịch Thomas and Friends nữa các em.
chúng ta có một đầu tàu hỏa màu đen. Rồi chúng ta còn một chiếc ủng cuối cùng. Đây là chiếc ủng chuột mini. Và bây giờ chúng ta hãy lấy ra thôi. Wow, cái gì trong đây to quá. Wow, một cái trứng màu đỏ nữa. Không biết cái gì trong đây đây. 1, 2, 3. Wow, chúng ta có bạn Tinkerbell. Wow, bạn này đang ngồi lên cái hộp quà này các em. Tuyệt vời. À, đây là cũng là đồ trang trí cho cây thông. Wow, có đôi cánh nữa các em. Tinkerbell. Một trứng màu vàng. Wow, chúng ta có một chú sóc. Đây là chú sóc của công chúa Rapunzel. Chúng ta sẽ gắn cái đuôi vào. Rồi, đúng rồi. Wow, dễ thương quá. Chú sóc này có đội một cái vương miện ở đây. Tiếp theo, một trứng màu cam. À, chúng ta có một vịt Daisy. Đây là Daisy Duck. Wow. Tiếp theo. Wow, đây là một cái trứng màu tím các em. Wow, chúng ta có một chú pony nữa. Wow. Hình như bạn này là bạn Shiny. Wow, có kim tuyến luôn. Rồi, trong đây còn một trứng nữa. Trứng màu vàng. Yay! 1, 2, 3. Yahoo, chúng ta có một chú thỏ. Đây là chú thỏ của công chúa Bạch Tuyết em. Wow, có cái đuôi màu trắng ở đây. Chúng ta có một đồ chơi cuối cùng bên trong đây. Whoop. Shopkins. Whoop. Rồi, chúng ta có hai bịch Shopkins ở bên trong. Whoop. Chúng ta có một Shopkins nón thêm. Đây là một cái nón màu vàng. Rồi, để xem cái nón này có thể đội cho chú pony được không? Wow, dễ thương quá các em. Rồi, chúng ta sẽ cắt một bịch này ra. Cắt bịch cuối cùng hả? Wow, đây là cái gì đây? À, đây là một cái bánh có kem ở giữa các em. Wow, có một cái gương mặt ở đây. Wow, dễ thương quá.